thái độ của hai đối thủ này thì mình nghĩ để mọi người tự giới thiệu là tốt nhất. Đối thủ bên tay phải của tôi tự giới thiệu về mình là Casio mới đáp được 1 năm. Và đối thủ bên tay trái xin hãy tự giới thiệu. Mình là Kai, sinh viên năm 2 của Battle Rap. Áo đỏ chứng tỏ không được chọn nhà số chẵn số lẻ. To lên nhá. Round 1, à đâu, chỉ có một round thôi là phần round của Kenshiro bắt đầu. Tao tự hỏi mà thằng ngu như mày còn sống đến giờ mà không mất. Hôm nay gặp tao hơi đen, chắc tổ tiên mày độ hết công suất. Đéo nói nhiều vào vấn đề chính, độ tàn ác của tao mày không thể tính. Tao rút AK ra bắn kẻ khác, mày tự nhiên lăn quay ra chết thật không ngờ. Đây là khẩu súng của Tuấn Khỉ để lại, còn mày vốn trong vai con bò. Cái loại chẳng có tiền bạc, chẳng có giá trị nào đáng giá, sống thì du thủ du thực, lại cứ nghĩ rằng mình khá quá. Nhìn chiếc G-Shock Stingadel, ai nghĩ tao khoe của thì sai rồi. Nhìn đồng hồ với sắp xếp quần áo, chuẩn bị đến giờ đầu thai rồi. Kiếp sau có gặp tao ngoài đường, nhìn cho kỹ rồi cắn cho chúng, và gửi lời chào đến tương lai của mày. Chào nhá bạn chung chó. Từ từ mày định cướp người yêu tao, đâu có thể cho mày chết dễ thế. Từ cái quá khứ nhơ bẩn của mày, để cho tao kể thật khẽ nhé. Một thằng bẩn tính, bẩn tướng, bị người ta ghét đến chừng nào. Sĩ gái thì tỏ ra hào phóng, gặp bạn bè thì phóng ra từng hào. Ngày xưa nó rủ tôi nhượng bia mực, ai tin nó tốt thì cút đi. Tao thật thà mang bia đến nhà nó, nó thì lôi ra mấy cái chuột cút đi. Bẩn tính sống chó mà được khen, chắc chắn mày là loại anh hùng cái thế. Tao kể điều này để các bạn nam đề phòng và cho các bạn nữ tránh né. Cả hiện một tí, nói về địa lý, tao từng đánh nam dẹp bắc, chúng mày đã quên thì nhanh quá. Nhưng riêng Trung bẩn tính hơn nhiều, vì trong lòng Trung có một phần Thanh Hóa. Rồi cơm đừng tin nó, vì cả đời nó không nói hàm mồ. Nó hứa hàng ngày sẽ cắm em, nhưng là ở trong tiệm cầm đồ. Nó nhìn em kiểu trem, nhưng chỉ anh hiểu em. Anh sẽ bóp trong em từng nắm cơm, nở một nụ cười ngắn. Nồi cơm mà, anh yêu em nhiều lắm. Mình đầu óc mày ngu dốt làm sao hiểu. Bài ấy thì làm tao sao hiểu. Nồi cơm giúp tao nổi tiếng, cuộc đời trở thành giống như sao. Nhìn kỹ động tác giật dây này, cốp lấy hương cao. Hương cao. Lời cuối cùng tao muốn nói, mày hiếu thắng tao cho mày thắng. Lời tao nói độc như thủy ngân đúc chảy. Tao đến đây không phải để thắng mày, tao đến đây để kết thúc mày. Tham! Kết thúc mày.